Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML CSS tại F8. Ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi CSS cho cái phần khung của cái sản phẩm mà chúng ta đã dựng ở video trước nhá. Các bạn cùng nhìn đây này, này. Đây, chúng ta sẽ CSS để cho nó có cái giao diện nhìn như này nhá. Nhưng tuy nhiên là chúng ta sẽ không làm theo cái dạng là hiển thị 4 sản phẩm trên một hàng ngang như này mà chúng ta sẽ làm giống Shopee là hiển thị 5 sản phẩm trên một hàng ngang đúng không? Thì mình cũng đã giải thích cho các bạn cách đây một vài video rồi đấy. Nếu mà dựng theo cái dạng là 4 sản phẩm như này ấy thì các bạn mà ốp cái layout 12 cột vào thì nhìn nó sẽ không còn chính xác nữa Thế nên là chúng ta sẽ học theo Shopee trong trường hợp này nhé à, Và ở video trước ấy, mình phát hiện ra mình có nhầm một chút như thế này Đây này các bạn để ý nhé Rất là hay nhầm đúng không Đây Ở trong cái thằng Home product này này Mình đang định ra cái thằng Đây là một sản phẩm đúng không Mình đang coi cái thằng thẻ dip này là chứa ra một cái item Tức là một sản phẩm của chúng ta này Đó Và mình đang đặt cho nó cái column bằng 2 Column bằng 2 nhé các bạn cùng xem này column 2 của chúng ta ấy, đó đang để cái chiều ngang của nó rơi vào 16,667% đúng không? Thì có nghĩa là như này. Mình muốn hiển thị 5 5 sản phẩm trên một hàng ngang, được chưa? Thì chứng tỏ ở đây này các bạn để ý nhé Cả 5 sản phẩm này nó đều nằm trong một cái thằng. Đây, một cái thằng là column 10 này. Các bạn có nhớ không? Tổng cái web của chúng ta nhé Là 12 column đúng không? Cái ông này ông ấy chiếm 2 column rồi. Được chưa? Ông bên này ông chiếm 10 column đúng không? Thì các bạn cùng xem này, cái ông chiếm 10 column này. Thằng home block này đang nằm gọn gàng trong đó luôn để mình đóng cái thằng này lại cho dễ nhìn. Đóng home filter lại. Đó, các bạn nhìn đây. Cái ông product home này nằm gọn gàng trong cái ông grid column 10. Có nghĩa là toàn bộ cái ông home block này đang nằm trong cái ông này. Cái ông mà mình đang bôi xanh xanh này, được chưa? Mà bây giờ mình lại để cái thằng này là column 2 như thế này ấy. thì suy ra là cả cái chiều ngang của mình ở đây này nó phải chiếm được tới là 6 sản phẩm chứ không phải là 5 nữa đấy đấy là vấn đề nha mình bị nhầm đấy đây này mình phải chứng minh như các bạn nhìn thấy nhá copy thằng này ra làm 6 lần này có một rồi này 2 3 4 5 6 refresh đó các bạn thấy không đó thì chiều ngang chúng ta thành 6 sản phẩm mất rồi nó thành nhỏ quá mà nó cũng thành sai layout luôn thế nên là chúng ta phải sửa làm sao mà có 5 sản phẩm trên một hàng ngang thôi thì ở đây là chúng ta sẽ cùng tạo ra một class mới nhá đây này mình control z lại này đây refresh lại này rồi thì làm sao để à mà các bạn có hiểu tại sao không đã mình giải thích nhá column hai này thì nó đang nằm ở trong cái thằng column 10 vì vậy là column hai này nha nó sẽ tỷ lệ với cái thằng column 10 này thì thằng này là bảy phần trăm đúng không thì nó sẽ nằm gọn là 16% phần trăm của cái thằng 10 này các bạn nhá thế nên là chúng ta đang bị nhầm ở chỗ này các bạn để tính ra cái class mới ở đây thì các bạn rất là đơn giản thôi. Đây này, chúng ta có có 12 cột đúng không? Và chúng ta lại muốn hiển thị là 5 sản phẩm thôi. Đây, 5, à, 5 sản phẩm thôi, thì các bạn chia cho 5. Đó, nó ra cái tỷ lệ đây là 2,4. Thì bây giờ các bạn, đã, các bạn đi tạo một class mới. Đặt tên nó là grid column gạch ngang 2, gạch ngang 4 đi. Coi như là 2,4 cái tỷ lệ của chúng ta đấy, đúng không? Rồi, bắt đầu các bạn đưa vào đây cho mình đó Thì bây giờ chúng ta sẽ không dùng cái thằng này nữa đúng không Thì bây giờ thằng 24 này thì là bao nhiêu Tổng cộng tất cả là có 100% 100% mà lại muốn hiển thị 5 ông đúng không Thì là 100 chia cho 5 bằng bao nhiêu 20% đúng không Rất là dễ để tính ra Thì bây giờ các ông này Các bạn copy hết thằng này xuống Thì ông 24 này là tỷ lệ 2.4 So với tỷ lệ cột nhá Mình vừa chia 12 cột đúng không Ok Thì còn cái tỷ lệ chiều này thì ông ấy phải là 20% Bởi vì sao ông ấy chiếm uh, 5, 5 ông 24 này là chiếm hết cái chiều ngang đúng không? Ok. Rồi. Đó, bây giờ cùng xem nào. Leo của chúng ta đây. Đây, bây giờ mình copy này nhá, một ông này, hai ông, ba ông, bốn ông, năm ông. Đoạn này các bạn xem thôi nhá, chứ đừng làm theo xem để hiểu thôi. Đó, nằm gọn trong năm ông rồi. Ok, thì đây là mấy là cái chúng ta mong muốn này. Thôi được rồi, bỏ đi, bỏ đi, để lại một ông thôi. CS xong thì hãng góp ra nhá, để tránh uh, nhầm lẫn. Đó, để mình rồi. Ok, thì một ông như này. Nhưng các bạn cần để ý một chút nữa này này. Đây nó vẫn có vấn đề của nó nhé. cái khoảng cách giữa các khối của chúng ta này, như kiểu khối này là 2 column và khối này là 10 column đúng không? Nó tạo ra một khoảng cách là 24 pixel này Đây này. Các bạn biết tại sao lại 24 pixel không? Thì bởi vì cái thằng column của chúng ta ấy, đây này các bạn CSS đây này, padding left right 12 pixel đúng không? Đó. Thằng này cũng là 12 pixel. Thì hai cái khối cạnh nhau mà lại gì đẩy sang hai bên là 12 pixel thì làm sao Nó tạo ra cái khoảng cách ở đây là uh, 24 pixel các bạn nhé Thì trong cái trường hợp này Các bạn nhìn lại thằng Shopee thì sẽ thấy là cái kích thước nó rất là nhỏ Đó các bạn thấy không Thì thực ra ấy, theo cái tỷ lệ chuẩn nó khuyến cáo sử dụng trên PC ấy, Thì khoảng cách giữa các cột là 24 pixel nhưng tuy nhiên thì không không phải là chúng ta không được thay đổi Chúng ta vẫn có thể thay đổi nhé, Tự đặt ra nguyên tắc của chúng ta Ví dụ như Shopee ở đây nó hiển thị cái mật độ sản phẩm trên một chiều ngang ấy Nó rất là xít nhau nhiều sản phẩm mà thế nên là nó ship đúng không? Nó phải giảm tức là nhiều sản phẩm thế nên là nó phải giảm cái khoảng cách cách ở giữa các sản phẩm đi để cái không gian nó lớn ra, tức là để cái sản phẩm nó được lớn ra một chút nữa. Ấy. Đó. Thì bây giờ ấy thằng Shopee này nó nó giảm đi là cái khoảng cách này rơi vào còn có 10 pixel thôi các bạn nhá. Thì có nghĩa là bây giờ ấy các bạn muốn làm cho Shopee thì phải đi sửa lại cái khoảng cách này giúp mình. Đây vào bên này nhá kéo sửa từ cái thằng uh, read round này giúp mình nhá đây từ cái thằng margin đây này Commande uh, command d hoặc control d select tất cả những cái số 12 này đó tới đây được chưa sửa thành bao nhiêu uh, mình vừa đo ở bên Shopee nhá là khoảng cách là 10 đúng không? Thì có nghĩa là các bạn chia đôi ra là 5. Đó, về 5 pixel rồi, refresh. Ok. Các bạn nhìn này, cái khoảng cách này nó mỏng rồi này, nó giống Shopee rồi đấy. Đó, ok, chuẩn rồi nhá. Rồi bây giờ các bạn sẽ cùng đi cho mình nhé. ở đây lần trước là mình chốt đặt cái chữ home product item này nó không được chuẩn lắm đâu này. các bạn có thể đổi đi nhé. bởi vì cái sản phẩm này không phải lúc nào nó cũng hiển thị ở home đâu. nhưng mình chốt đặt nhầm rồi mình đỡ mất công sửa lại thì mình mình làm luôn nhé. ok. ở đây là thằng này được gọi là thằng product item. đó, có thằng class này ra là này. bắt đầu là những cái thằng dưới này thì phải dựa vào cái điểm chung mà cóp nhá. Điểm chung ở đây là có ba thằng này đều có một từ đấy img name và price đều có một từ này thì mình copy được này copy này bắt đầu đến điểm chung của những cái ông này là có hai từ đây có hai ông này có điểm chung là có hai từ đằng sau hai cái dấu cách dưới rồi điểm chung này action này line này uh, rating này rating này origin này brand này đó những ông có một từ này copy hết này mình hướng dẫn các bạn cái cách cóp này rồi đúng không ok các bạn có thể cóp thủ công hoặc là làm theo cách của mình ông này là có hai từ cóp luôn sang này ông tiếp theo là chỉ có một từ thì nên là không chung được nên là cóp riêng ông ấy sang này ông tiếp theo nữa thì lại có hai từ thì nên là nó không giống với ông đằng trước nên không cóp được và hai ông cuối cùng này nhìn thấy là có điểm chung đây là đều có ba từ ở đằng sau cái dấu cách dưới đúng không cóp này rồi sau khi cóp xong là như này này mà mình để ý có một số bạn nhé học rất là hay khá là thông minh các bạn này kiếm hai cái màn hình các bạn đã tay nghe và xem video một màn hình nhá. sau đó là các bạn ấy à, ngồi cốt lại theo mình ở trên một cái màn hình khác một cái máy tính khác mình thấy các bạn học theo các vậy rất là hiệu quả bởi vì sao các bạn tiết kiệm thời gian không phải ngồi nghe mình nói mà các bạn vừa nghe mình nói và vừa làm theo các bạn nhé đó ok rồi bắt đầu dcs nhé đầu tiên thì chúng ta xử lý cái thằng hình ảnh đi, đây hình ảnh này nhé, các bạn để ý này cái ảnh của chúng ta là ảnh vuông, đây, chiều ngang và bằng chiều dọc. thì trong trường hợp này nhá, mình hỏi các bạn này, à, thằng Shopee nó cũng vậy thôi nhé, nó cũng là hình vuông, đây, thì trong trường hợp này ảnh này là ảnh vuông ấy thì chiều cao của bức ảnh này đúng không? nó sẽ bằng cái gì? À, các cạnh các cạnh nó bằng nhau mà, thế nên là chiều cao của nó là bằng chiều ngang, đó, và chiều ngang của bức ảnh lại bằng cái gì? À lại bằng chiều ngang của chính cái thằng chứa nó, đúng không các bạn thấy không? OK, thì trong cái trường hợp này các bạn có thể xét được cái kích thước của bức ảnh nó rất là đơn giản như thế này. À, các bạn nhìn lại phần HTML của chúng ta. Đây, các bạn đang có nhớ là đang chúng ta đang sử dụng cái kỹ thuật đặt background image đúng không? chứ không phải là dùng thẻ img đấy. Các bạn để ý nhá. Kỹ thuật này nó có ưu điểm của nó đấy. Chút nữa mình sẽ giải thích nhá. thì trong trường hợp này nó là background img ấy thì các bạn làm thế nào để xét được cho nó có thành kích thước hình vuông như thế này? À, rất là đơn giản thôi. Các bạn vào cái class chứa cái hình ảnh này nhá Đây. Product. Uh, home product item dưới img này. Thằng này. Các bạn padding. để lên top cho mình. Bằng 100%. Cái con số 100% này. Ấy, nó được hiểu là cái chiều ngang của cái thẻ chứa nó. Được chưa ạ? Bây giờ mình chưa lưu lại vội nha Mình đi soi cho các bạn xem này. Mình inspect ra này. Đây. Cái thằng uh, chứa ảnh của chúng ta đây nhá Thì mình có nói là chiều ngang của thằng chứa nó đúng không? Thì có nghĩa là thằng home product item này này. Các bạn để ý chiều ngang của nó đang là 191,66 cái kìa, thấy không? Bây giờ mình đi set nhá, mình lưu lại nhá. Lưu lại thằng padding top bằng 100% nhá. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình soi này, soi vào cái bức ảnh của chúng ta này. Có kích thước là 191,66 x 191,66. Ok chưa? Thì các bạn hiểu ở đây nhá, khi sử dụng cái padding ở background image này của cái thằng background image của chúng ta này thì padding top này nó được hiểu cái con số tỷ lệ tương đối này là nó tương đối với chính cái thằng chứa nó là thằng home block atom nhá. Thế nên là để làm hình vuông nó rất là đơn giản này thôi Xong rồi chỉ thế thôi rồi thì tại sao lại phải sử dụng cái thằng background image này thay vì tại sao lại không sử dụng cái thằng uh, img thì thực ra nó có vấn đề của nó đấy các bạn nhé các bạn để ý thế này ví dụ đây là trong cái trường hợp là ảnh nhỏ nhá đây cái bức ảnh của chúng ta nó chỉ có một góc của nó này nó đang bị lặp lại các bạn nhìn thấy không đây đây là cái ảnh của chúng ta trong trường hợp hiện tại này còn thực tế nhé các bạn mà thay cái ảnh đấy vào mà một cái ảnh lớn quá vào đây ấy, thì các bạn lại chỉ nhìn được một cái góc của hình ảnh thôi. Đấy, một cái góc nhỏ xíu của hình ảnh này thôi, được chưa? Mà các bạn lại muốn như thế này. Giả dụ là các bạn thay ảnh lớn quá thì các bạn sẽ làm sao tự giới hạn được kích thước của hình ảnh mà luôn soi vào cái tức là luôn hiển thị trọng tâm của bức ảnh ấy, được chưa? Thì các bạn sử dụng cái thằng background image này nó sẽ thuận tiện hơn để các bạn xử lý trường hợp đó nhé còn trong trường hợp này đây là ảnh nhỏ thế nên là không gặp phải trường hợp mà mình vừa nói ví dụ còn các bạn tự trải nghiệm bằng các thay ảnh lớn vào đây để có thể uh, hiểu được những cái trường hợp nó phát sinh nhá ok và ở đây này đầu tiên là chúng ta cần bỏ cái repeat của cái background image này đi nhá à, vào thằng này bỏ đi thêm thuộc tính là background repeat bằng no repeat vào xem lại nào đó no repeat rồi nhá à, tiếp theo thì các bạn ở à, đây mình cho cái background vào cái thằng này đi đây là cái cái ảnh này item này này nó có cái background màu trắng này thì mình thêm cái background vào để cho các bạn nhìn được nhé Đây cho vào thằng này là background image, à, background color chứ nhỉ? Và này. À, màu này là màu white color refresh. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái bức ảnh này nó đang nhỏ hơn cái kích thước của thằng chứa nó. Thì bây giờ để cho nó chiếm ngang sang bên này thì rất là đơn giản. Các bạn đưa thẳng vào đây một thuộc tính gọi là background size. Kích thước đấy. Thì các bạn sử dụng cái thằng container đúng không? Các bạn có nhớ không? À, cái này mình dạy ở video cơ bản rồi nhé các bạn có thể xem lại cho mình đó lập tức là làm sao nó 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 đầy ra như này nhá à, tiếp theo là các bạn à, để ý là sau này các bạn mà thay một cái ảnh quá lớn vào đấy thì khi đó nó sẽ phát sinh một cái trường hợp là các bạn chỉ nhìn được một cái góc nhỏ của hình ảnh thôi ví dụ như chỉ nhìn được cái góc này thôi này đó thì các bạn à, cho thêm mà con, con thai này vào ấy thì các bạn cũng sẽ giải quyết được cái việc là cái bức ảnh nó sẽ co lại để nhìn được như này nhá còn à, bây giờ mình ví dụ à, trong cái trường hợp mà bức ảnh nó bị dài quá ấy, nó dài quá ví dụ như chiều ngang hoặc chiều dọc của nó quá dài mà khi đó các bạn lại không sử dụng thằng con này ví dụ như là thằng cover chẳng hạn, Refresh này đó thì nó sẽ khác nhá khi bức ảnh dài quá nó sẽ khác các bạn cần xem lại cơ bản để hiểu được nhá thì trong cái trường hợp mà sử dụng cover này mà các bạn muốn là bức ảnh nó bị dài nó che khuất mất hình ảnh ấy mà cái hình ảnh nó hiển thị ra đây nó vẫn focus vào cái trọng tâm của bức ảnh cái chính giữa của bức ảnh ấy thì các bạn sẽ thêm một cái thuộc tính vào đây giúp mình là background cạnh ngang position bằng center đó thì nó sẽ luôn luôn nằm ở trọng tâm bức ảnh nhé, nó sẽ luôn soi vào giữa cái trọng tâm bức ảnh ở giữa cái hình vuông này được chưa? còn ở trong trường hợp này là mình dùng thằng uh, con trai nhưng mình cứ để cái thằng background, background position ở đây đi. rồi đó, thì chúng ta xử lý xong cái thằng ảnh này rồi, khá là đơn giản như này thôi nhá. À, và bây giờ thì các bạn quan sát này, cái phần top của bức ảnh ấy, nó đang dính sát vào cái thằng uh, sắp xếp theo này, à, trong khi thằng shopee đi soi shopee đi, đó, nó cách có một cái khoảng bằng với cái khoảng bên này. Thì nhìn bằng mắt đã thấy nó bằng như này rồi thì các bạn thừa biết cái khoảng giữa hai hàng item này là 10 pixel đúng không? Bởi vì khi nãy là chúng ta CSS cái thằng bay này, này là 5 pixel thế nên là 5 cộng 5 là bằng 10 thôi đúng không? Thì bây giờ các bạn chỉ cần margin top thằng này lên là 10 pixel là xong các bạn nhé. Nhưng chờ mình vài giây mình đi uống nước. Ok. À, bây giờ chúng ta chỉ chỉ cần margin top vào cái thằng này 10 pixel thôi đúng không? À, đi làm thôi nào. Thằng này chính là thằng home block item các bạn nhé. À, các bạn vào select cho nó đây đây mà trên top 10 pixel ok được rồi đấy các bạn nhé à, tiếp theo thì các bạn sẽ xử lý cái thằng nem này thằng nem này để ý này về cái kích thước của nó này đây à, các bạn tự đo chính xác nhé kiểm tra màu miết các thứ soi cốt các thứ cho nó chính xác còn mình thì mình có thể đoán được mình quen rồi ok ok rồi à, CSS cho thằng name này thằng này là có font size 1.4 RAM này. À, có cái kích thước uh, font width là rơi vào uh, 400 này. Cái màu nó khoảng khoảng cái đoạn là color của chúng ta này. Ờ uh, line 2 rơi vào khoảng 1.8 RAM này. Tạm thế đã. Đó ok. À, bắt đầu nó padding ở hai bên. Này, thứ nhất là ở hai bên này này, trái và phải này. Đấy nó padding khoảng 10 pixel nhá. Đó thì thêm vào luôn padding trên dưới bằng 0, trái phải bằng 10 pixel. Ok, rồi. À, tiếp theo là cái khoảng margin ở bên trên này nó cần phải ngắn lại một chút. Ở đây cách hơi xa. Rõ ràng chúng ta chưa hề margin vào đây nhưng nó có margin các bạn nhé. Bởi vì chúng ta đang sử dụng thẻ H này. Đó. Với những cái thẻ H này thì thằng browser, tức là thằng trình duyệt ấy, mặc định nó sẽ apply những cái thủ tính margin vào nhé. Các bạn để mình chỉ các bạn thấy. Mở sang cái tab size đây, đây, tab size. Và các bạn click vào cái thằng H4 nhé kéo từ từ xuống sẽ nhìn thấy thằng user agent style sheet đây này. Đó đây là chính, chính cái thuộc tính mà trình duyệt nó apply vào mặc định cho uh, cho cho cái thẻ h4 này nhá. Thì trong này nó có cái thằng là margin block start và margin block end ấy, nó chính là cái thằng margin top, margin bottom đấy. Các bạn xem thằng computed này này, đó. Chẳng qua là chúng ta sẽ không sử dụng những thuộc tính này thôi, thường thường sử dụng là top hoặc bottom thôi. Đó. Đây nó đẩy lên trên và xuống dưới là 18,620 pixel. Vì vậy là nó tạo ra cái khoảng cách cái này Đó cái khoảng cách hai bên này nó bị xa bức ảnh ra Thì chúng ta giảm đi thôi Rất là đơn giản giảm đi thôi Các bạn có thể giảm cả trên lẫn dưới luôn Ví dụ như là đưa vào đây mười 10 trên Trên dưới là bằng 10 pixel thôi Trái phải bằng 0 đi Để chưa à, Mà các bạn có thể bỏ thằng padding này đi này Bỏ padding và sửa thằng này thành 19 10 chẳng hạn Đó thì nó cũng sẽ giúp cái hiệu quả tương tự Đó ok để chưa nó mang lại hiệu quả tương tự giống vừa nãy nhá không cần padding nữa rồi thì trong cái trường hợp này chúng ta đã hoàn thành về cái font size này kích cỡ màu sắc sắc rồi nhưng cái thằng shopee này các bạn để ý nhá cái tên của nó xử lý không để bị quá dài này tức là cái tên nào mà dài hơn hai dòng ấy là sẽ bị cắt ở cái điểm cuối của dòng thứ hai và xuất hiện dòng ba chấm đúng không đây ông ấy quá hai dòng quá hai dòng này à, ông này thì vừa đủ hai dòng này thì nên là không bị cắt này đó thì làm sao để cắt được cái thằng này ra có dấu chấm thì thường thường ấy có những người hay sẽ xử lý trong cốt uh, sử dụng sử dụng back end cắt này hoặc là sử dụng JavaScript để cắt ấy, nhưng thực tế là các bạn có thể sử dụng CSS khá là đơn giản để giải quyết cái bài toán này. Đây. Um, nhưng đầu tiên các bạn cần phải hiểu cái này đã nhá. Đây. Các bạn có nhớ khi nãy mình set cái line hai không? Đây, line hai bằng 1.8rem. Line hai là chiều cao của một cái dòng chữ các bạn nhé Có nghĩa là ở đây mình set là line bằng 1.8rem ấy thì trong cái trường hợp này này một cái dòng này của mình từ cái điểm trên màu xanh này tới cái điểm dưới của cái vân màu xanh này nó chính là 1.8 rem tương đương ở đây là một 18 pixel đúng không? Thì có nghĩa là bây giờ cả ba cái dòng này vào thì nó sẽ là gì? Gấp 3 lần lên là một 18 pixel nhân 3. Mà chúng ta lại chỉ muốn hiển thị có hai dòng thôi. Thì các bạn chỉ cần giới hạn cái chiều ngang này lại của cái thẻ h bốn này lại, còn hai dòng thôi là được. Đầu tiên các bạn xem nhé à, đây thằng H4 nó này các bạn nhìn này nó hiện ra cái số là nhân 54 kìa có nghĩa là kích thước của nó đang là 54 pixel bởi vì sao loại 2 là 1.8 1.8 nhân à, nhân 3 đúng không 1.8 x 3 lên 18 x 3 lên là bằng 54 là đúng rồi thì bây giờ các bạn chủ động xét lại không để là 54 nữa chủ động xét vào luôn là đây tự xét chiều cao luôn là 1.8 nhân đôi thôi là để hai dòng thôi thì là còn 3.6 đúng không 3.6 RAM Thực ra là vẫn chưa xong luôn đâu Các bạn cứ xử lý từng tí một nhá Rồi Bây giờ soi vào này Soi vào thẻ H4 này Đó Cái chiều cao nó chỉ còn là 36 pixel thôi Bởi vì chúng ta vừa chủ động xét đúng không Nhưng cái vấn đề của chúng ta là cái chữ Dinh răng CO gì kìa kìa Đấy Radian thì nó vẫn còn bị trôi ra ngoài Thì lý do đơn giản thôi Mặc định là thằng HTML ấy Khi cái thẻ cha À tức là khi cái thẻ con mà có kích thước trôi ra khỏi cái thẻ cha Thì nó vẫn nhìn được tức là chúng ta vẫn có thể nhìn được ấy các bạn nhá đó thì nên là các bạn mới thể uh, có thể nhìn được cái chữ là Jin Jang Seo gì kia thôi thì bây giờ các bạn xử lý cái trường hợp này như thế nào thì thực ra mình đã từng dạy các bạn rồi đó, các bạn nhớ cái thuộc tính là overflow không overflow ấy nó được hiểu là khi cái đối tượng con uh, nằm uh, trôi ra khỏi đối tượng cha thì chúng ta sẽ hành xử như thế nào đây ở đây là có thuộc tính hidden thì có nghĩa là chúng ta sẽ hành xử bằng cách là gì hidden nó đi ẩn nó đi các bạn nhá refresh này lập tức các bạn không còn thấy cái dòng thứ ba nữa được chưa thì bởi vì cái like hai cái chiều cao chúng ta fix là có 36 pixel thôi cái ông sòi ra mà bây giờ bị hidden đi thì ông sẽ không nhìn thấy nữa thôi được chưa bấm vào là style này các bạn sẽ thấy đây overflow bằng hai này bỏ đi là hiện ra này đó thêm vào là ẩn đi này rồi nhá xử lý được cái cách thứ nhất rồi bây giờ bắt đầu làm thế nào để hiện được ra dấu ba chấm thế này thì các bạn làm theo mình à, thêm vào đây giúp mình một cái thằng gọi là display Uh, bằng gạch bằng gạch, bài giá trị bằng gạch ngang nhé, webkit này, webkit box các bạn nha, đó, uh, webkit box này thì các uh, bạn uh, webkit box này, nhưng ở đây này thằng webkit box này nó chỉ chạy trên những cái browser có cái call là webkit thôi nha các bạn nhá, thế nên là các bạn uh, thêm một cái thằng bên trên là display bằng block cho mình, đó, thì có nghĩa là trong cái trường hợp thằng này mà không chạy được, ấy, không support ấy, thì lúc đó trình duyệt nó sẽ chạy cái thằng bên trên này được chưa? Uh, tiếp theo là các bạn uh, sẽ thêm một cái thằng nên mình refresh lại để các bạn nhìn nhá tức là đến bước này nó vẫn chưa có dấu ba chấm đâu đấy chưa có nhá thì bắt đầu là các bạn sẽ cần phải điều chỉnh cái chiều dọc tức là như này đây này, này. À, khi sử dụng display bằng webkit box ấy các bạn sẽ có một cái tính nữa ở đây là được viết ra là webkit này uh, webkit gạch ngang là box uh, o đây này đây box uh, đây orient đây này này có nghĩa là nó đang hỏi là cái hướng của các bạn muốn cái hướng của dòng chữ của chúng ta trong trường hợp này ấy, cái hướng của cái bóc của chúng ta là theo chiều nào các bạn nhìn nhá cái dòng chữ này này dòng một này dòng hai này đó dòng một ở trên dòng hai ở dưới thì có nghĩa là đây là gì chiều dọc đúng không đó thì chiều dọc ấy nó có nghĩa là ở đây các bạn đưa vào giá trị ở đây là vertical đó vertical được chưa đó là xong nhá nhưng nhìn này vẫn chưa có dấu ba chấm đâu làm tiếp bắt đầu đến cái bước này thì các bạn muốn nó ra ba chấm ấy có một cái thuộc tính gọi là gạch ngang webkit, gạch ngang là like, like clamp đấy. thì cái thằng này các bạn để ý này, đọc nhá. nó bảo là cái thuộc tính webkit like clamp css này, cái thuộc tính này thì nó sẽ giúp các bạn có thể đây limiting đây để hạn chế cái phần content của một cái khối lại được chưa? và cái thằng này nó được hiểu như kiểu là gì? đây là để set number of lines có nghĩa là các bạn có thể set được số dòng ấy, các bạn nhá. Thì trong cái trường hợp này các bạn hình dung là chúng ta có thể giới hạn lại được Ở đây là cái mức số dòng là dòng bao nhiêu Chúng ta muốn tác động lên dòng cái bạn dòng số dòng là bao nhiêu Đây đây hai dòng đúng không Thì number of lines ở đây các bạn hiểu nó đơn giản như vậy Thì các bạn đưa vào đây giúp mình là Đây claim này nhá Là hai Refresh Đó các bạn thấy không Có hiệu quả ngay lập tức cái này Nếu mà bây giờ đưa vào một thì nó lên dòng số 1 đó, nhưng ở đây là chúng ta cần hai mà, đúng không? Đó, ok. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Uh, thì bây giờ trong cái trường hợp này uh, chúng ta đã xử lý được rồi nhưng các bạn cần chú ý là cái thằng này vừa nãy đây này, à đây này, mình phải gõ lại cho các bạn nhìn WebKit uh, Line Claim này Đây nó đang bảo là những cái trình duyệt này từ thằng EDGE17 này Firefox 68, Safari 5, Chrome 6, Opera 15 thì mới support thôi Thế nên là những cái trình duyệt nào mà ngoài những cái mà mình vừa nói nó không support đâu Thế nên là chúng ta sẽ thêm một vài cái thủ tính nữa vào để cho nó Uh, có một số trình duyệt nó sẽ hoạt động được nhé. thì ở đây là các bạn thêm giúp mình một cái thằng gọi là thằng uh, take cái ngang overflow đây. take overflow bằng cái thằng uh, đây elipsit này. Uh, các bạn uh, có thể chủ động search vào nhé để các bạn hình dung. Ra. Uh, hay là mình cứ dạy các bạn luôn nhỉ. như này nhé mình comment lại mấy cái thằng này. Đó, refresh. thì các bạn sẽ thấy là không có dấu ba chấm nữa. Nhưng với cái thằng take overflow ấy thì nó sẽ giúp các bạn có thể tạo ra được cái dấu ba chấm trong cái trường hợp là một dòng thôi. Hai dòng thì lại không làm được thì phải. 1.8 RAM này là một dòng nhá. Đó, bây giờ các bạn thêm một cái thuộc tính nữa vào đây là 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 là, là line space gì nhỉ, Ô quên mất rồi. Take uh... Cái gì mà grab ấy nhỉ? À đây word grab này. À, bằng à, break grab đúng không nhỉ? à không phải rồi nó có một cái thằng gọi là Scape gì đó Scape scape mình quen rồi nhỏ rồi thôi chắc là mình về search thôi xin lỗi các bạn cái gì mà no drop ấy quên mất rồi à, CSS này CSS gì nhỉ đây đây search luôn thằng này đi nó sẽ đi kèm với thằng này mà cũng giới thiệu cho các bạn hình dung một cái để một cách để làm đây À đây đây white space white space bằng uh, uh, no wrap đó có nghĩa là bây giờ các bạn cần phải sửa cái thằng này khi sử dụng hàm text overflow này các bạn cần thêm một cái thằng gọi là white space bằng no wrap để cho nó không bị xuống dòng chữ nữa các bạn nhá chữ nó không bị xuống dòng nữa thì khi đó nó sẽ chiều ngang và nó chọc ra đấy đây này cả cái chữ này lúc này nó sẽ không bị xuống dòng nữa và nó sẽ chạy ngang xuyên ra như này nhưng bởi vì có cái thằng là thằng uh, take overflow bằng cái thuộc tính như là ellipsis này, ấy, nó sẽ chặn lại và nó thêm dấu ba chấm nhá. Bây giờ mình bỏ đi này. Đó, thì chữ nó vẫn xuyên ngang đây bởi vì làm sao? Có cái thằng whitespace bằng no wrap được chưa? Nhưng có thằng take overflow vào ấy, nó sẽ hành xử khi là cái dòng take bị bị vượt quá thì sẽ hành xử như thế nào thì cái thằng ellipsis này nó sẽ là cái hiểu là cái dấu ba chấm đấy. Đó, thêm dấu ba chấm vào ok. Còn trong trường hợp nhiều dòng của chúng ta thì lại không dùng cách này được, thế nên là mình mới phải làm sao? Uh, mới phải là đây 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 chúng ta mới phải sử dụng cái cách bên trên này đó mình muốn giải thích với các bạn như vậy thôi ok được chưa nhỉ? ở à, đây sửa lại cái thằng hai uh, này là 3.6 à hai đúng không 3.6 đó ok rồi mình giới thiệu để mở rộng với các bạn nhé thu nhỏ lại đó thì cái về cái phần uh, tên là xong rồi này tiếp theo là đến phần giá đi